trần quan năm này lộc của các thanh đồng chủ đề, năm này lộc của các thanh đồng chủ điện, năm này lộc của các thanh đồng đạo quan, hai hàng bốn phủ linh kế gần xa bất ra trong họ dân thôn bản hạt giả là tín để họ trần con vào làm việc thánh là tín ngã.
câu hò yêu lược đi ý pha bàn đi sẵn hiếu đạo chu toàn lòng mắc nghe phải tiếng ngoan ở đời
quý phang linh thọ trở về cho sức minh tôi đường đầu năm chi cuối lộc tài để ra phép ông lục chi anh đinh đinh chiếu từ trung ngã tích tăng cung sạng kim phục ngoạn thân cần thanh chúa tiên đi trung vương tòa nhà họ mua và từ hai ngày sau
khảo sát về dẹp âm dẹp dương coi sang nước ngoài tập ngọc tài đồng kiếp đang coi thương mại được hay không công nghệ hơn. Bàn khen bàn thưởng thành đồng kiều thấu tố rồi bàn khen bàn thưởng hả? Cái chuyện pháp sư nhỉ, khải tấu văn trạng anh em ta hả? À, con không như nay tạm dân còn thấy ca như nay đi bao đời chờ. Thành ra là câu tô bạch bay và tham thiên bạch đường. Đông là cái thanh lam nhạc giáng thần hoàng an dân tê thế chi công quỷ sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng thắng tích ký thanh sử lưu danh thiên na hữu việt làm vai quốc ca quảng linh tỉnh quảng yên na thị hiệp hòa xã đệ thập ngũ thôn đệ tứ xóm kim cư tài tỉnh Quảng Yên thị Quảng Yên phường Lê Lợi phố đệ tam khu gia số 111 y vu bằng linh tự tư cư tượng cùng Phật thanh hiên cung thu thiên Phật tâu thỉnh Phật tâu thanh cung nghinh tứ phủ cung nghinh đông lớn tào quan bồi hoàn tứ phổ thiết lễ sơn trang tiến công long chu tượng mã tam đầu cửu vĩ thế đại mệnh hình cầu gia lội bình an tài lộc tăng tiên duyên thọ kim dĩ kim thanh đồng trần vũ tiên tử minh quang đại vì tín na chủ đinh nhà văn hùng hành canh tứ thập thế thế bùi thị bưởi hành canh tam thập bát tuế lam tử đinh tiến dũng hành canh thập lục tuế đinh nhà văn sĩ hành canh thập tứ tuế lữ tử đinh thị ngọc tuyết hành canh lục tuế đồng gia nhật ngưỡng can đại đức phổ giám vi thành ngôn niệm thần đẳng thao sinh dương giới mệnh thuộc thiên cung hà càn khôn vũ tái chi hồng ân cảm phật thánh khuông phù chi đại đức do thị kim nguyệt các nhật phụ cần là cụ sơ văn kiện thân thượng tổng trần triều lam thiên hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu vương phi thiên phu nhân điện hạ trần triều vương tử vương tê vương nữ vương tôn gia phong đại vương điện trần triều văn quan vũ tướng chư vị đức ông tôn thần cùng ký nhất thiết liệt vị linh quan án hạ cung vọng giám thử đơn thành tích chi huyền là hoàng duy hoài chi đức tỷ thọ nhị dương trực cãi chữ an tắc an vạn kiếp chi sơn tỉnh đồng nhân sở liệt lợi nhi lợi lục cái đầu chi thủy đồng lưu hòa ký đạo dương hay giao vọng thiên trường xuân sắc tài nguyên dung tiến viễn lại đằng thủy ân ni ba đan thần hà đình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chi cần sớ thiên vận giáp ngọ liên chỉ nguyệt sơ kính nhật thời đệ tử khấu đầu tượng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sử tờ giấy canh sơ thờ vườn thể nhà hẳn hỏi tròn vành tròn nét bàn khen bàn thường hàm thế nhất nhật vạn cơ long vân khánh hội nhỉ đức ông anh dáng đèn dáng phủ dáng tỏa lô nhang dáng hậu đồng họ trần nhỉ buông đời vàng tiếng ngọc bàn khen thổi nhang đồng đèn tuổi cả niên cao đêm năm canh ngày tám tiếng sáng thay hoa chiều lọc nước khêu tàn gạt bụi cờ đình thần tam tứ phủ cờ cha con anh em ra đây nhỉ cho phúc lộc đè đà hả sau chứng tâm họ Trần ghế anh đầu xanh tuổi trẻ nhất một lòng tòng một đảo khăn điều áo thắm bắc ghế vương hồn ngày ngồi bắc ngôi thánh ngông ngày ngự nhỉ anh thượng đồng bàn dấu cho tay ấn tay quyết trừ tà sát quý ha sau chứng tâm tay quỳnh tay quế tay đoan tay phượng văn đản tiếng hát cầm ca thức cửa phật tiền thiên thánh nhỉ sau anh chứng tâm các thanh đồng thủ đèn nhỉ chứng tâm các thanh đồng thủ điện chứng tâm các thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ lính ghế gần xa bách gia trăm họ dân hôn bản hạc trong thôn ngoài phố giả nào tín não các phật tử có mặt ngày hôm nay ha mưa không quản nắng không nẻ bái yết cờ đình thần tam tứ phủ bái yết cờ cha con anh em ra đây nhỉ thế tiếp thêm quả phúc cho phu thê họ Đình họ Bùi nhỉ từ nay trở đi từ mai trở lại anh cho hồi ra an nghiệp nhà nào lộc đấy được tìm ra kiếm thấy nở cành xanh ngọn ha già anh cho mạnh khỏe trẻ anh cho bình an cuốn các tiểu cho công danh đỗ đạt bút niên anh phê chuẩn thương mại hành thông nhỉ anh chấp chi tờ giấy cánh sớ tờ vườn thẻ nhang vàng hoa chẳng mã họ Trần đến nay cờ vì đại tấu cho gia trung họ Đình họ Bùi nhỉ phát tấu biểu quan đan điệp thỉnh phật tuyên kinh cung nghinh đình thần tam tứ phủ tiến cúng sơn trang trợ thí cô hồn nhỉ nay đã biết oai đình thần biết phép bốn phủ anh cho công danh thăng tiến mọi việc thanh thông đi đến đâu có kẻ thương người đỡ kẻ vì người lẻ gặp được ông có nhân gặp được bà có đức ha có lương có lộc có ngân có xuyến để lo được việc thánh gánh cho việc đình thần tam tứ phủ việc cha con anh em ra đây ha cắt dây âm phủ rũ tội trần gian cho gia trung họ Đình họ Bùi đến nay nhỉ hậu tấu thiên đình thoải phủ vương mẫu cha con anh em ta điều binh khiển tướng coi trọng giữ ngoài đàn duyên được chu viên ni tán ha anh cho phúc đến tội qua phúc lại tài tống ngoan nghiệp được bằng khai ngã quá.